Chào các bạn, tôi là Andrew Phước. Tôi là một trong những chuyên gia về sale. Hiện tại tôi là CEO của công ty Reset, một trong những công ty lớn mạng uy tín số 1 tại Việt Nam về SEO. Tôi đã từng là giảng viên của rất nhiều trung tâm hiện nay, ví dụ như INS, Vinalink. Khóa học từ INS này là một cái tên mà tôi có thể nghĩ đến là một cái tên khá hay để các bạn chưa biết gì cũng học được, có biết rồi cũng học được. Có nghĩa là nó là một cái sự cơ bản rất nâng cao, mà có thể là từ cái nâng cao này tôi có thể bật cho các bạn một cái tuyệt đỉnh công phu cao cấp hơn nữa trong SEO. Đến với khóa học SEO từ INS, đến với sự trải nghiệm của đỉnh cao marketing online trên nền search của Google, học viên sẽ được thu được những cái thành quả như sau. Tổng quan về SEO là gì? Thứ hai, đó là cái kiến thức về cơ bản trong SEO. Thứ ba, cách xây dựng kiến thức trên một cái kế hoạch chuẩn và các bạn. Tiếp tục đó là các bạn có thể là xây dựng content chuẩn SEO, tối ưu chuẩn nội dung trên trang, chúng ta gọi hay là một cái từ ngữ trong cái ngành chuyên ngành đó là on page, tối ưu hóa on site và on page. Cách SEO các từ khóa lên top, rồi tiếp đến nữa là cách SEO từ khóa ngắn trên top, và tiếp đến nữa là cách SEO những cái từ khóa mà các bạn cảm nghĩ trong đầu các bạn chưa bao giờ bạn SEO hết. Hãy cùng tôi tham gia khóa học SEO từ A đến Z này, cùng tôi khám phá ra những cái tuyệt đỉnh, những cái bí mật, những cái thâm sâu của SEO mà của Google đã tạo ra các bạn. Vì thế các bạn cùng tôi khám học khóa học SEO từ anh chết này, và cùng tôi trải nghiệm, cùng tôi thăng hoa, cùng tôi chiếm lĩnh những từ khóa trên Google, cùng tôi đem lại những cái thành quả tốt đẹp mà bản thân tôi đã làm được, và tôi hy vọng các bạn cũng làm được. Nếu các bạn tin tôi, hãy tham gia khóa học từ anh chết này.